tao nói nha bữa nay chán quá ở nhà không có biết quay gì hết trơn hôm nay ra giường cho luôn cái xuồng ở đằng này còn cái dầm thì nó ở đằng kia lần nào tôi cũng đi lấy hết trơn bữa nay bơi ra mấy cây hạnh ở ngoài giường hái trái làm nước uống cái xuồng người ta mượn người ta hái nhãn còn mấy cái trái nhãn tàn dư á tao nói nó thúi cái đứa kia nó ngồi ở đằng đầu cái xuồng còn tôi ngồi ở giữa mấy cái ám khí đó, nó bốc lên mũi tụi trơn cái đoạn này là bà chị tôi bá lên bá hái hạnh rồi còn tôi tôi bơi ra cái bờ nhãn của người ta mà định làm gì thì các bạn cũng hiểu rồi đó coi thằng cháu tôi nó cười nè cười hết thấy tôi quất luôn các bạn ơi ba cái mic của tôi nó ra trái quá trời luôn mà dịch covid này người ta không có qua tỉa được uống hết sức rồi tới bờ nhãn rồi hi hi bời nói chơi chứ không có trộm nhãn thiệt đâu mấy cha bờ nhãn này là của cái thằng áo xanh đi trước đó. gặp cái bờ nhãn của người ta là tôi cuồng sát luôn cái giường rồi đó cái này là nhãn idol ủa idol ho ho à, idol đọc xong cái cái lưỡi nó muốn thụt vô trong luôn ta nói thằng cháu tôi nha ông vua hậu đậu đi tới đâu cũng té hết trơn cái lỗ trơn trơn trước mặt mà nó vẫn té được á nó nhìn lên trời không mà nó đâu có nhìn đường đi đâu sau khi chị tôi bán hái hạnh xong thì nguyên đám tụ họp thưởng thức nhãn idol nói nha ngồi xuồng ăn nhãn mà ngắm trời còn gì bằng nữa điều mấy cam khí ở dưới xuồng đó, nó thúi